Sau khi chị Xiến được Mạnh Thường Quân tặng cho một số tiền thì hôm nay chị Xiến đi chợ mua những món ngon để tẩm bổ sau những ngày ăn uống cực khổ. Thì chị Xiến sẽ chế biến món gì đây? Mời chú anh chị mình xem clip sẽ hiểu rõ nhé. Theo xào mà mắm ruốc nè. Thì bữa nay làm thử cái này ăn thử nó ra sao. Đó giờ tôi có ăn món này chưa? Chưa nha. Mà món này lần đầu tiên chị làm luôn đó hả? Hả? Lần đầu tiên làm món này luôn hả gì? Chị ăn đó, tôi làm luôn mà chị đâu có làm đâu. Bữa nay chị làm nè. Làm sao coi, mình mới bỏ con thuốc vô ha. Để dầu vô, để cho chảo nóng lên mình nè. Mình ta làm cho mình ăn. Ăn ngon muốn làm nữa nha. Dạ. Em có ăn nhưng mà người ta làm ta nấu mình ăn á, chứ mình chưa làm mới làm mình đi. Giờ để thịt vô ha. Đó. Bóc luôn. Không muốn hay là cắt thịt nhỏ nhỏ không mà ta? Khi bỏ sắt nhỏ rồi đó là bắt muốn sắt nó tản thằng. Đấy, bà muốn sắt nhiều bắt sắt. Mà chứ bà. Muốn bà sắt nhỏ hả? Tay. Nãy nói rồi bà không chịu bỏ sắt nhỏ với bà. Trời ơi, anh tôi hiền quá. Phải nấu chín thì sắt lại. Tôi hiền mà anh tôi hiền hơn tôi nữa. Chỉ hoài hồi bà nói là ông ăn ha, tôi ăn đây. Để ta biết ta làm. Ngon quá nè, ăn đây thơm quá nè. Thơm quá rồi, bà để nước vô không? Không. Để cho nó đem nha. Để cho nó săn thịt đi. Không, cái này nó thịt này đang đông lạnh nó hơi lâu quá. Cái này em thấy không, nó có ớt vậy nè, mình ăn cái ăn mít sao ăn được thấy không đó. Rồi giờ ớt đi. Thì là hồi làm cho mấy đứa món khác hả? Ngọt nè. Rồi chị làm cho con chị ăn cái này chị ăn ngọt á, rồi đường nè.
Ủa muối nha. Dạ. Bà có gì? Nhớ nó lấy theo đường cho mẹ nha. Dạ. Cái đường mẹ lấy còn để muối gì nữa. Nhưng lấy đường của mẹ kìa. Dạ. Xong. Đám lúc đó mặn còn để muối gì nữa. Dạ. Qua wow, lấy cái đường cho mẹ coi. Dạ. Đây. Dạ. Trợ lý ơi, lấy giùm cái đường. Lấy giùm trợ lý ơi. Biết phụ có phụ đó. Này có để hành không? Không. Để vô thường xào hành luôn cái gì. Dạ. Cái mùi xả thơm không ha. Dạ. Cảm ơn trợ lý nhiều nha, trợ lý. Cảm ơn cơm với chị nha, trợ lý. Ừ. Bà Xiến qua làm thịt nạc xào mắm ruốc chứ không phải là ba gọi xào mắm ruốc nha mọi người. Mà ăn ra bụng quá bự không dám ăn mỡ nè. Bữa ăn mỡ mà heo đó. Mỡ đó, hôm nay bụng chụp hình nè. Trời ơi mới ăn vô là bụng bự liền ha. Mỡ vào ok ăn á, chỗ đó nó mỡ vậy lắm. Bữa nay bụng bằng kia vậy đâu dám ăn mỡ nữa. Ước cua chưa thấy hay xí. Bệnh hôm qua này có chuyện nữa. Hả? Mình ước cua chưa có hả? Hả? Ước ăn cua chưa có không? Chưa. Bò chưa tới. Ừ. Cà Mau xa quá chưa tới đâu. Tự với biển bò lên đây lâu lắm. Đấy. Đấy không uống được chưa? Cái thịt nó săn liền. Thịt nó đông lạnh luôn. Ta nói bà ướt xứ dữ rồi mà. Hả? Ta nói bà ướt xứ dữ rồi mà. Ướt gì thế vậy? Ướt của biển, ướt tôm hùm rồi không à. Có ngon mà, ai cũng ăn. Cuồn đá rồi bà. Kè tôm càng xanh ha. Cuồn quần đế khác, tôm tôm càng xanh là khác. Ừ. Hai món nào cũng mất tiền vậy. Biết đâu khán giả thấy thương mới tặng là sao? Dạ. Ngon lắm chứ, con ăn chị em ơi. Nó có mùi xả nó ngon quá ha. Ở cái này mình ăn với bún được rồi ta. Dạ. Con bún để gì mình ăn bún còn ăn được. Hãy muốn thịt xào á. Chứ là muốn thịt xào á. Qua nãy năm thì để muối vô. Để có hành như nó thành đúng thịt xào luôn. Ừ. Giá rồi vô. Nào là làm bún cái gì đó. Để giá để củ hành để hành rồi vô. Như ơi. Rồi bắt đầu để vô đây đó. Đấy là nướng cho ha. Rồi. Dạ. Dạ. Cô vừa hơi có mặn á. Lấy bỏ muối vô. Thịt mình thấy cắt nhĩa nhỏ nữa kìa. Nghe hả? Bớt cửa rồi. Con muốn mẹ ăn cắp được không? Ừ, chút mua cốc ăn. Được không? Được. Để nguyên gì chấm với cốc hả? Ủa, thịt muốn mày... Trời, thịt ba gọi á. Con muốn mẹ đâu phải muốn ăn cắp không? Phải, giả tỏi và ớt vô. Hả? Bỏ đường thôi nữa. Nghe hả? Bỏ miếng đường, giả tỏi và ớt. Nhờ ơi. Chú mua cốc mình chấm nhọt luôn. Có quốc sẵn đó. Không, mấy cái muốn cốc thèm cốc. Mà phải bấm quốc mẹ cốc không ta? Phải. Phải hả? Bấm quốc kia là bấm quốc ngoài chợ khác.
ăn cái móng vuốt mà chấm cóc ăn kìa. Móng vuốt chợ nó tiếng ngắt ra. À, cái đó mới ăn cóc ha. Cái nào ăn được trời. Ăn mắm tôm mà, tím là mắm tôm. Đó là vuốt à, hồi xưa móng vuốt chưa. Giờ tao uống móng vuốt chi hải thôi à. Em ăn người ta làm, em ăn không à, em không làm đâu biết. Thơm mà nó nghe. Thơm quá, nó chỉ nhẹ hơn. Thử rồi vừa chưa, thử rồi vừa ăn không? Thử miếng thôi mặn lạ ha. Ừ, không biết bỏ thêm thôi. Làm chứ. Thơm mặn không? Nó là mặn mà, hiểu cơm. Được chưa? Nếu mà ấy, bà thêm miếng nước nữa đi. Em muốn nấu cái đường không ngọt. Trời ơi, thêm nấu nước nữa rồi. Trời ơi, đừng hả? À, hơi mặn á. Tự nhiên là thấy muối vậy không? Qua anh nãy ngâm để muối nè. Không muốn nhắc em gì chưa? Em biết nó hủ hủ đường. Em ơn qua anh rồi. Rồi, giờ nấu đường nữa không? Ừ, đường nó ngọt luôn. Lấy điện thoại lên bây giờ. Cái đường ngọt ngọt đó hả? Ngọt ngọt dữ rồi. Mặn rồi. Rồi để đường nó thêm miếng nữa. Làm hồi qua được cái muối được rồi. Hòa thành nấu chè đi. Hả? Ngon quá ha. Cho nó khô lại là ok. Ngon rồi, ngon rồi Như. Thử kìa, ngon không? Như ăn với tôi này được, còn Quyền nào? Ngờ nó nấu món khác cho Quyền ăn. Quyền nó ho, không dám cho nó ăn. Nó không dám cho nó ăn mầm mẹ. Nó thơm được luôn. Ừ. Rồi, hồi hôm mắm rút luôn. Dạ. Rồi, xong món này. Dạ. Rồi tới món gì nữa? Món thịt heo nấu canh bí gợ. Ê! Thịt bí gợ ra nấu canh ha. Với thịt heo ha. Biết đâu biết nó nấu món gì nó nấu. Dạ. Ê! Thơm quá, có mùi xả thơm rồi đó. Cảm ơn nữa, vừa không? Vừa nhắc xuống nè. Rồi, tắt tiếp đi. Vừa không hả? Dạ. Ngon. Vừa đúng không? Vừa đó, khác mặn đó. Ăn ăn nước cơm là nhất phát luôn á. Ngon quá anh ơi. Nó hỏi khét kìa ông nội ơi. Đó. Có hàng nãy tại vì mình quên mình để muối đó anh gái. Nó hơi mặn nhưng mà mình ăn với cơm. Để có 100 gram muối à, có cái gì đó. Dạ. Ăn nó chép chép cơm nội ơi. Ngon quá anh em ơi. Ôi rồi, mất tay rồi, tay nó mất thịt sống đó má ơi. Dạ. Mà thịt gì không à, chưa mở vô cái sợ bụng bự á, ăn miếng mỡ bụng tay mất thịt chưa rửa đó mẹ ơi. Hử? Tay thịt chân à. Thiệt không? Lại mà luôn. Ngon quá. Bạn đầu tiên á, nói làm ăn á chứ người ta làm chị ăn không à. Rồi. Chưa biết ăn cái gì không, ăn với chút cát. Rồi mới mốt làm nữa không nè. Sao sống? Rồi mốt có làm món này nữa không? Đúng rồi. Người ta làm chị ăn cái chị làm lần tiên chị mới làm á. Ăn thấy được không? Ngon. Dạ. Mua uống làm nữa không? Nhưng mà em thấy người ta có ăn chú chát nữa anh. Thì ăn cái gì cũng được. Chú chát gạo sống cặp với này nó mới ngon. Dưa leo. Ừ, dưa leo gạo sống chú chát cặp với này là ngon. Mà người ta làm mà mỡ nha. Ba gọi. Nóng lắm. Người ta xài với ba gọi. Dạ, bấm này nè. Em để cho. Cay không nha, con có cay không à. Không cay ăn rồi. Như có thử liền mẹ nó nấu xong lại. Như có thử liền kiểm tra chất lượng liền. Ok em Như. Ok em ngon không? Sao nó bỏ điện thoại xuống da tay lên đây. Sao? Ok ok yeah. Rồi chưa ăn nó ok rồi. Mẹ nó nấu món nào nó cũng ok. Nóng nóng. Tới mẹ nó thử nè. Thơm ngon quá anh em. Ngon nè.
này mà có chú trái mua bắp ăn cơm hết mà cơm luôn đâu lên coi coi giờ đây quá ngon ngon ha ngon ngon như ngon không số một ha ừ rồi để chuẩn bị là làm thêm món khác nữa nha mọi người rồi chào giả gì ơi dạ em chào khán giả chờ em biết sao em chờ. Làm khán giả coi ừ. Ha chờ quá đi tắm mới được không guốc quá trời ơi.